1955, 27 tháng 2 năm 2023. Một nghề thật giản dị đơn sơ, nhưng tâm hồn mang tình yêu vĩ đại. Blue trắng như thiên thần sáng mãi, thầy thuốc mê hiền san trôi niềm tin. Có một nghề cứ thao thức trong đêm, bên giường bình với bao điều suy nghĩ. Trước ánh mắt đang thầm sâu vời vời, để tìm mình cùng thổn thức dựng dưng. Có một nghề tâm lòng dòng mênh mông, như biển cả như dòng sông trời mãi. Bao tô qua đi tình người ở lại, mong cuộc đời không bình tật âu lo. Thầm lặng cho cuộc đời. Tỏa ánh sáng tinh khôi. Để chữa trị tận tâm không chút ngại ngần. Gác lại bên mình những lo lắng riêng tư, thao thức từng đêm qua mùi kim viên thuốc. Ngành y lắm nỗi nhọc nhằn, gian nan con đường chinh phục. Niềm tin vẫn bước đêm ngày, chỉ mong bao người khỏe mạnh. Người về từ lằn ranh, chiến công này cao quý thay. Không súng không gương vẫn là chiến sĩ, vũ khí là lương tâm, là tri thức cao dồi.
làm sao lời đồng viên thăm hỏi đêm ngày. Tiếp cho bệnh nhân bao liều thuốc quý, dù đau yếu thế nào cũng vẫn bước vượt qua. Hạnh phúc chan hòa trong môi ấm vòng tay, đón người thân trở về khi phục hồi sức khỏe. Nụ cười trên môi nhờ bao bác sĩ tận tụy yêu nghề vì trọng trách thiêng liêng. Mang ước vọng ngày thơ luôn quyết tâm cùng góp công xây đời. Thầm lặng trong đêm thắp sáng niềm tin giữa bầu trời cao rộng. Cuộc sống nở hoa nhờ công người chăm bón, dòng tố phong ba không trùng chân nạn chi xây đắp tương lai bằng trí tuệ lương tâm sao trước vàng ân. Xa cách người thân nhiệm vụ phải hoàn thành, đặt chờ tâm vào trong từng ca trực, thao thức đêm dài cùng với người thân. Mỗi lần xuất viện nước mắt bồng rưng rưng, nỗi mừng vui khi người thân đón người thân trở lại là kết quả của đêm dài khắc khoải. Bao bác sĩ chung tay vì hai chữ yêu nghề. Nghề cao quý chiến đấu không ngừng, dành sự sống sức khỏe cho gian khổ khó khăn, chăm sóc đồng viên bằng cả tình thương và trách nhiệm trong nghề. Ghi sâu lời bác dạy năm nào chung xây đời tươi hồng. Cuộc sống quãng gì gian nan, bao người gửi trọn niềm tin lớn y như tờ máu nghĩa tình nặng sâu. Một nghề biết bao người ước mơ, dù đường đi có gặp ghen gian khó, nhưng thương lắm những bệnh nhân đau khổ như người thân đang khắc khoải dần xa. Đó là nghề, nghề thầy thuốc như sơn mồ rơi hay nhọc nhằn cay đắng, như vì sao vẫn sáng trong thầm lặng cho cuộc đời. Sao vẫn sáng trong thầm lặng cho cuộc đời. Tỏa ánh sáng tình. Chào mừng tất cả
chào quý vị đang đến với chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc lần 232 do Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình đang được diễn ra tại phim trường HTV và được truyền tiếp trên kênh HTV9 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị, những giai điệu ngọt ngào sâu lắng cùng với những ca từ đậm nét nhân văn mà quý vị vừa thưởng thức như lời tri ân hướng đến ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 nhằm tôn vinh những y bác sĩ đã cống hiến trọn đời mình cho nghề, giữ trọn lời thề Herbert Prentice, cứu chữa bệnh nhân bằng tất cả trái tim. Khoác lên mình chiếc áo blue trắng là gánh trên vai bao trọng trách nặng nề, bằng tất cả tài năng và y đức của mình. Những y bác sĩ luôn mong muốn sức khỏe bình an đến với mọi người, bởi những y bác sĩ chính là niềm tin duy nhất của các bệnh nhân và người thân của họ. Những trái tim hồng luôn vòng tay san sẻ, xe cứu thương chạy giữa tình thương. Nhanh hơn một giây là thêm một mạng sống. Tấm lòng cao đẹp ấy sẽ mãi là ngọn lửa soi đường cho các thế hệ mai sau tiếp nối. Cố gắng phấn đấu hết mình để trở thành vị lương y giỏi. Đã bao lần người thao thức thâu đêm trăn trở nghĩ suy từng căn bệnh nặng, có đầy vơi những chiến công thầm lặng, có ngậm ngùi đau xót nghẹn con tim. Chân vẫn bước cho đời thêm sức sống, dẫu bão giông vẫn son sắt một lòng. Màu áo trắng với tâm hồn trong trắng, người cho đi có nhận lại bao giờ? Cho đi rồi sẽ nhận lại, sự ấm áp từ trái tim sẽ chữa lành mọi vết thương, gắn kết tình yêu mỗi con người, mang tiếng cười và hạnh phúc đến muôn phương. Kính thưa quý vị, và có một nơi mà tình yêu thương luôn được san sẻ, dù bạn là ai và trong hoàn cảnh nào, khi tình cờ gặp nơi đây thì đã là duyên. Và rồi cái nơi đó cũng đã trở thành điểm tựa, là mái nhà chung cho những ai neo đơn hay những người vì bất kỳ hoàn cảnh nào mà đến để an dưỡng tuổi già. Những y bác sĩ nơi đây luôn quan tâm, chăm sóc, lắng nghe và chia sẻ để cho cuộc sống của họ thêm sắc màu hạnh phúc. Chú ba, nãy giờ con đi tìm chú. Có gì không con? Chú thấy bữa nay sức khỏe của chú sao chú? Trời ơi, mấy bữa nay chú khỏe lắm con ơi. Chú nói vậy á thì con yên tâm rồi. Bữa nay á có buổi kiểm tra sức khỏe nên chú ngồi ở đây 10 phút nữa thôi, rồi chú vô kiểm tra nha chú. Rồi. Chú nhớ được 10 phút phải không con? Dạ. Rồi. Bây giờ con đi thông báo cho các cô chú khác. Chú nhớ vô nha. Rồi, con đi trước nha chú. Rồi, dạ. Cảm ơn con. Ông anh ơi. Dạ chào bà chị. Ông anh cho tôi hỏi khu B của viện dưỡng lão mình nó nằm ở đâu vậy? À khu B á thì bà chị phải đi tới ngã ba quẹo trái. Còn mà khu A đó là khu tôi đang ở đó đó. Vậy hả ông dạ, anh? Gương mặt này, đôi mắt này quen lắm. Có phải là anh ba đó không? Tôi nè, bé hai ngày xưa của tôi đây mà. Đúng là anh rồi. Bé hai. Tình cờ gặp lại nhau dường như lâu lắm rất quen nhau, gặp lại nhau mắt vương niềm đau, gặp lại nhau lúc sắp xa nhau, gặp lại nhau tóc xanh phơi mà. Căn hương nàng đổi áo mà em đổi trên đầu,
biết mấy mươi năm có ngờ đâu hôm nay tình cờ gặp lại. Cứ tưởng chúng ta xa nhau mãi mãi, sao buổi lễ du quy tôi cất bước theo chồng. Ngày ấy không phải do tôi đuối và thay lòng, còn ông sống bỏ đi biệt xứ không nói một lời từ giá với người thương. Mối tình đầu má nhiều nỗi dân dân, chắc ông đã quên rồi bao nhiêu kỷ niệm. Ngày ấy hồn nhiên tóc xanh tôi còn để biếm, giờ gặp lại nhau thì tóc đã ai ngờ. Trời ơi, ai có ngờ đâu ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Đúng là trái đất tròn, do ngày xưa ông khổ ông nghèo nên mẹ cha tôi muốn ta chia lìa với người ta mỗi mai nơi sang giàu. Phận làm con tròn câu hiếu tư tôi phải làm sao, đành thôi đôi ngã đôi ta, tôi theo chồng ông xa biển mù khơi. Lắm bà ơi, khi ngày ấy nhìn bà sống mất bên người chồng giàu sang phú quý, tôi quyết ra đi qua muôn trùng vạn lý hầu để tìm quên chuyện của cũng lâm cảnh ly tan, đến tuổi vào đông phải vô đây nương nắng. Bởi tôi là người không con không cháu, vào sống nơi đây tìm hơi ấm gia đình. Tôi thì có đầy đủ cháu con, nhưng không muốn làm phiền chúng nên tôi mới vào đây an dưỡng. Có phải chăng đây là định mệnh, đến cuối cuộc đời ta gặp lại người xưa? Xin lỗi, xin lỗi con. Hồi nãy giờ đã gặp lại người xưa cái tự nhiên nhập vai quá quên, xin lỗi con nha. Cô chú đang nhớ lại chuyện ngày xưa. Vậy là cô chú quen nhau hả? Cô đi
là người người yêu cũ của chú đó. Vậy hả chú? Bây giờ con có thể cho quản lý đó sắp xếp phòng á, cho ở phòng chú với phòng cô cho sát sát với nhau được không? Được không? Dạ không được chú. Không ơi. Không được hả? Sao dạ, vậy? Nữ là ở dãy B. À còn chú là dãy A. Dạ. À, thôi mà để có gì mai mốt tôi qua tôi thăm ông. À, thôi vậy là cũng được. Đó. Dạ, vậy bây giờ mình đi kiểm tra sức khỏe nha cô chú. À, để cô lấy. Dạ. Cái. Thôi thôi vậy thì hôm mấy thôi mình cho mình nắm tay cái được không? Cho dạ, nó ấm áp cái tình thương chút xíu. Dạ hết rồi. Dạ. Mình đi cô chú. Dạ cảm ơn. Luôn á, sáng sớm mà tiện uống không uống thì thôi, vô quán người ta quậy rần xong bỏ chạy, bực bội dễ sợ. Bởi tao nói cái Quân ngủ này nha, lần sau mà ghé lại là không cho uống nữa, dẹp không bán nữa, quạo dễ sợ quạo. Chị bé gì đâu? À! Trời ơi chị, cái gì vậy Duy, em làm gì vậy? Ủa chị đang đứng chị chửi mà tự nhiên làm chị hết hồn mà tưởng đâu ai luôn. Chị vậy hỏi nè gì? Nãy giờ chị có thấy cô gái nào lạ mặt chạy ngang qua đây không? Cô gái lạ mặt chạy có. Có hả? Có. Sao chị? Trời đó. Làm sao? Ủa tao không phải gái hả? Mới chạy luôn đó. Trời ơi chị. Tao mới chạy muốn chết luôn. Trời ơi không phải. Ý em hỏi là cô gái lạ mặt. Chị em quen mặt mà. Con gái lạ đúng dạ. không? Dạ. Con gái thì chị không thấy. Mà chị thấy một cái cụm người. Một cái nhúm người. Một cái chùm người. Trời ơi. Đường ông không à. Một nhóm luôn đi qua đây nè, lục lục bên đây, xong đi qua kia lục lục bên kia tìm ai á. Trời ơi, vậy là đúng rồi chị ơi chị. Em nói chị nghe nha. Gì? Cái nhóm người đó, cái nhóm người đó ừ. là cho vay nặng lãi. Cái gì? Cho vay nặng lãi đang dí theo cái cô gái mà em nói chị đó. Sao em biết? Trời ơi, lúc nãy em đang đi tung tăng đi về nhà nè, cái thấy em, cái quay em lại xong nhìn đã đời rồi bỏ đi. Nhìn đã đời xong bỏ đi? Dạ. Không phải cho vay đâu. Chứ sao vậy? Biến thái. Trời ơi, gặp con chị. Gái người ta mà nhìn đã đời rồi bỏ đi là biến thái rồi. Không phải, là nhận nhầm người. Nhầm người đúng không? Đúng rồi. Ê, nhưng mà em nói là cái đó là con nợ rồi, cái kia là bọn cho vay nó đi tìm đó hả? Đúng rồi. Còn cái bịch gì đây? Xách cái gì vậy? Đi mua, đi mướn đồ về mai diễn văn nghệ. Mà quan trọng là nó chạy vô đó rồi nó trốn ở đâu nhà? Bởi vậy đó. Nhà quan chứ nhà đâu? Ủa gì Tứ? Trời ơi. Ủa? Má, sao má biết? Trời ơi, tao mới đem lương thực lại cho thằng quỷ nó đây nè. Rồi cái chưa kịp đi về, cái con nhỏ nó vang vô, nó đụng tao, tao té một cái muốn giật mặt luôn à. Trời, má có sao không? Trời. Má từ có sao không? Không. Ê, má sao má tiếp tế cho ông quan hoài vậy? Chứ cùng quê với nhau, chẳng lẽ mình bỏ đi nhịn đói hay sao? Trời. Đó, khuyên hoài đâu có được. Trước Tết thì nói làm cả năm rồi là phải ăn Tết. Rồi sau Tết thì nói, chị ơi, tháng giêng là tháng ăn chơi mà. Mượn nợ từ đầu này cắm qua đầu kia cắm qua đầu nọ, bây giờ hết chỗ cắm rồi. Nợ nó mới dí, không dám ra ngoài. Trốn chùi trốn chuỗi đã mấy ngày rồi. Không ngờ hôm nay, tới bạn thằng Quang, nó cũng y chang. Cả hai đều trốn nợ, bây giờ mới biết sợ nè. Nhưng mà, má ơi, tụi cho dai, tụi nó đang ở đây. Biết rồi. Mà, dì Tư, con thấy tụi nó trốn vậy không phải cách đâu, nhiều khi nó cũng lùn ra được à, không mấy kiểu ra đi ra, hoặc là hồi không mấy bây giờ á mình báo công an luôn đi. Đúng rồi má. Mày khùng hả? Nó đi lục kìa. Trời đất ơi, người ta đi kiếm người tự nhiên báo công an là cái giống gì, nó có làm gì đâu mà báo công an. Chứ mày giờ... yên tâm đi, nó lục không ra đâu, tao bước ra ngoài tao khóa cửa lại rồi. Trời ơi. Trời ơi, tôi bước ra mà khóa cửa luôn. Ừ. Vậy là lỡ mà có chuyện gì là sớm này có hai con heo quay ăn. Chị? Trời ơi. Nói xui không à. Bây giờ đây nè, tao nói tụi bay nghe, làm cái cách nào cho tụi này nó đi đi, để con nhỏ kia nó đi ra ngoài, nó về phường của nó đó. Rồi cái nó mới trình báo với chính quyền, để người ta kêu cái chủ nợ lên để trả vốn cho người ta thôi, chứ mượn người ta gì đâu có giật được, đừng có lời thôi. Mà bây giờ làm sao đây, có cách nào đâu. Bây giờ bởi vậy à. Cái vụ gì vậy? Còn có cách. Má Tư hay cười sẵn. Cái gì? Hả, à, được không? Ê, không, cái cách của mày nước miếng không à. Khó chịu. Trời ơi, nói lại. Vậy nha. Được không? Được. Được không vậy? Nhớ nha, nhớ quay phim lại nha. Ờ, quay lại. Đúng rồi. Ê, trời. Nè, 500 anh em đâu. Bảo vậy hết, cái số này nó bắt đầu. Không để cho con nhỏ nó chạy thoát nghe chưa.
rồi mà 500 anh em bao giây rồi sao con tiếp rồi? Dì Tư! Trời ơi, một con mũi nào chạy thoát là không yên với tao đâu. Gì vậy? Dạ, kính chào quý khách. Em mời quý khách an nghỉ. Ủa tôi chưa chết mà. Ủa em lộn. Mời quý khách an tọa. Dạ. Ủa chủ quán đâu? Dạ đây, nguyên con đứng đây là chủ quán. À vậy hả? Dạ. Rồi bán gì đó, cho mượn cái menu coi. Ủa quý khách. Hả? Nguyên con luôn. Là sao? Tức là bây giờ cái menu em tích hợp vô đầu em hết rồi, chứ đâu có ai đưa cái bảng nó nhìn nó quê lắm. À hiện đại vậy đó hả? Dạ. Đâu giới thiệu cái quán bán món gì? Dạ. Có bán cà phê đen và cà phê đá. Em có các loại trà đá, có trà sữa và sữa đường đen. Nếu mà thích khách bon chen thì em cho khách dùng nước tắc. Uống xong cả người lạnh ngắt thì em cho một ly trà gừng. Nếu mà quý khách hừng hừng em cho ly trà chanh giải nhiệt. Nếu mà khách thích đặc biệt em sẽ cho khách dùng trà đào. Nếu như khách thích mau mau em sẽ cho khách uống nước ép. Ép cam, ép sòi, ép bữa với ai nữa. Ép người ta cho dây ăn rồi rất cổ. Bỏ câu cuối khỏi menu nha. Cái đó ảnh hưởng tới cái người khác đó, hiểu không? Dạ. Rồi, xin lỗi nói chung khách. Là bán bao nhiêu đó phải không? Dạ. Rồi cho ly cà phê đá đặc biệt đi. Ủa, cà phê đá mà đặc biệt mà... Vậy là quý khách uống nhiều đường? Không. Ít đường? Không. Nhiều đá? Không. Ít đá? Không. Chứ uống sao? Hai cái ống hút. Mỗi con người sinh ra có một cái mỏ mà đòi uống hai cái ống hút. Thích vậy được không? Dạ dạ được, dạ được. Em đi làm liền. Làm liền. À quên, cho hỏi thăm coi. Dạ. Sáng giờ có thấy cô gái nào chạy ngang đây không? Con gái hả quý khách? Cô gái. Dạ có. Đâu? Dạ có chứ. Đâu rồi? Dạ có đâu? Chứ. Cô đó đâu? Cô. Cút hà. Không có quen. Ủa? Trời ơi, tôi đâu em... hỏi cái cô gái này làm chi. Em... biết là bán quán rồi. Dạ. Tôi hỏi cô gái lạ mặt á, có chạy ngang qua cái xóm này không? Không, xóm em là gái quen không? Ê không, con gái quen không à, là em nè, chứ đâu có ai lạ mặt. Vậy hả? Dạ. Này hẻm cục phải không? Dạ. Rồi đi hết hẻm cục này có đường nào ra được không? Khách ơi, không ấy mình đi uống cà phê mình đem theo cái não được không? Ủa, chứ sao? Uống cái hẻm ta kêu bằng hẻm cục rồi, cái chỗ cái đường nào ra? À, là không còn đường nào nữa hả? Hẻm nó cục rồi, nó cục rồi. Rồi hiểu. Rồi, vô làm cà phê đi. Quý khách. Hả? Em xin giới thiệu, ngoài nghề bán cà phê em còn biết coi bói nữa. Coi bói nữa hả? Nói chung là bộ cháy dừa đầu tiên này ra là cô nhìn thấy là dung mạo nam này là nam trung niên khoảng tầm 50 tuổi, là đi kiếm vợ mình là vợ ngoại tình với cái thằng nào ở trong đấy, xong rồi nắm đầu con vợ hai đứa quay clip xong rồi lên mạng đúng nhận sai cãi giúp cô cái. Cãi liền sai rồi đấy. Cãi? Cái hả? Cái. Vậy thì bộ quà sữa thứ hai ra để cô nhìn thấy là gia đạo nam này rất là bất ổn, là có một đứa con gái tầm 20 tuổi là quen với một thằng nào đó chui vào đây, là cuối cùng là đi kiếm con mình đúng không? Đúng nhận sai cãi giúp cô cái. Cãi tập 2. Cái nữa hả? Ờ. Bộ quà sữa thứ ba ra là cô nhìn thấy là nam này tôi gọi là già còn dại có cháu ngoại còn ngu, cho người ta mượn tiền xong rồi người ta không trả đi trốn cho nên đang đi tìm người ta, đúng nhận sai cãi giúp cô cái. Cãi lần thứ ba và lần cuối cùng. Bổ tiếp cái thứ tư coi. Dạ, bộ cháy rùa này ra rồi, thì rồi để tôi bổ luôn cái bà. Bổ dẹp cái quán luôn. Không không, em giỡn thôi chứ. Vậy em... mà cũng mày đặt. Dạ. À bây giờ khách không phải đi tìm người, không phải tìm con, không phải tìm vợ. Vậy là tìm gì? Nói chung tìm con nợ. Tại vì con nhỏ này nó bán trái cây, nó lại nó gặp nó mượn tiền, nó than quá mới động cho mượn. Nhưng mà thấy nó năn nỉ, nó khóc lóc tội nghiệp, cho nó mượn, tưởng sao giờ nó mượn xong rồi nó không trả, nó trốn luôn à. Trời ơi nó không trả. Ờ. Trời ơi con quỷ. Trời ơi con này không phải con người nè, em nói thiệt. Cái dòng thứ mà mượn tiền người ta là phải trả chữ tín rồi đâu. Mà nghĩ sao cho người ta mượn tiền rồi mà đi đòi như vậy, cực khổ người ta biết không. Người ta tiền cực khổ, em nói thiệt. Ba lần. Dạ. Ta là nhất quá tam. Dạ. Ha. Dạ. Nãy giờ hơi nhiều đó. Hết bổ trái dừa rồi giờ bổ tôi luôn hả? Không, dạ không. Dạ không. Ý em là em bức xúc hiểu không? Bức xúc sao? Mình sống trên đời á, người ta mà cứu giúp mình những cái lúc mình khó khăn á, ờ, cho mượn tiền là một trong những cái là cứu khổ cứu nạn. Đúng vậy. Cái lòng tốt, cái lòng thiện người ta cho mượn. Chứ sao? Ai mà cho em mượn em trả dứt điểm. Trời ơi, em sống đường hoàng. Nè, cho. Ủa? Mượn nè.
Cái gì vậy? Thì cho mượn tiền để sửa sang lại cái quán, chứ quán gì có một bàn vậy, bán sao có lời. Ủa mà sao lẹ dữ vậy? Hả? Sao mình lẹ chuẩn dữ bị vậy? Sẵn mà. Không, nhưng mà em không mượn đâu. Bị sao gì? Vậy? Em không có khả năng trả. Không sao, chỉ cần chữ tín thôi. Chữ tín thôi hả? Nói chung là cần chữ tín thôi chứ không có gì quan trọng hết đó. Dạ thôi thôi. Sao vậy? Em không dám mượn tiền đâu, lỡ tiền lời quá cao, làm ăn không thành công, rồi mang nợ lấy tiền đâu trả nợ. Thôi cứ để nó một bàn, bán vậy nó đỡ. Trời ơi, tội nghiệp mấy em tay đờn lên. Hả? Em còn mà sao đờn nghỉ? Ôi, em còn nữa. Hát mà. Em còn mới có đỡ. Thôi, hành hạ nhiêu đó đủ rồi. Mà còn chữ nợ nợ. Thôi được rồi. Bây giờ nói chung nè, mượn đi. Tôi cho mượn, tôi không lấy lời nhiều đâu. Tôi không phải dạng mà người ta sát nhân ắt đức mà cho ăn lời cắt cổ 30 vạt bạc 30, 40 đâu. Trời ơi, vậy là khách cho em mượn bằng tấm lòng tốt hả? Bằng tấm lòng tốt. Cái này tôi cho bạc 10, lấy bạc 10, 12 thôi. Bạc 10 mà lấy 12? Có nghĩa là 10 thành 20 đó. Trời ơi trời. Em sống trên đời em chưa bao giờ em thấy một cái chủ nợ nào mà cái tấm lòng từ tâm Bồ Tát như giúp vậy. Giúp người, giúp người. Cho mượn 1 triệu mà lấy lời có 20 ngàn. Đi về học lại môn toán đi. Sao vậy? Trời ơi, nghĩ sao cho mượn mượn mà lấy có 20 ngàn tiền lời, mượn chi mang tiếng vậy? 1 triệu thành 1 triệu 200 ngàn, hiểu chưa? Dạ không, em nói. Cái gì? Dạ không, em nói trong miệng em. Trời ơi khách ơi, vậy là em mượn bạc 20 ha. Dạ. Ủa? Hả? Mà sao nói cho em mượn 10 triệu, đưa em có 7 triệu vậy? Thì còn trừ trước 2 triệu tiền lời với 1 triệu tiền quê hồng. Ủa? Chưa cầm tiền trong tay nữa là bị trừ rồi hả? Cái này tao lấy trước cho chắc sao ăn. Mà đời vô thường quá vậy? Thôi nè, tôi đưa 7 triệu. Thôi. Hả? Thôi, đây, khách giữ khách xài đi chứ em không dám đụng vô mấy cái tiền này đâu. Đụng vô có ngại mang quạ nữa. Thôi, giữ đi em nè, đi làm cà phê. Không, mượn. Không, đừng nảy mượn. Có tư trọng lắm, đừng có năn nỉ người ta mượn tiền, mắc cười quá. Nhận mối lạ ghê. Đồ cô hồn cá cả, con tao đã ngủ rồi mày. Chào chú đây. Đại ca. Trời đất ơi, cái gì vậy mày? Cái gì mà làm gì bỏ la ông sao mà bỏ quan dép tùm lum vậy? Thì dân lệnh của đại ca, em đi tìm khắp ngăn cùng ngõ hẻm đi tìm con Nhi. Vô tới cái nhà cuối cùng, gõ cửa mà bị cái nhà bằng tôn đại ca. Cho nên gõ nó kêu ầm. Gặp bà đó bảo đang cho con bà bú. Trời ơi, rồi sao? Rồi cái bà... Bà sao? Bà phan em, từng quẹt hẳn em rồi. Không nhanh chân là em đã tiêu đời. Em lính quýnh em chợp luôn chiếc dép. Rồi em vội vàng em chọi tránh bà luôn đó. Cái rồi cái bảo quăng luôn chiếc thứ hai vô tình có đôi dép em xài. Dạ đỡ quá. Trời ơi, công nhận bà mày hốt được đôi dép còn mới cáo luôn. Dạ ngon ngon. Ủa rồi mày đây rồi 500 anh em đâu? Dạ còn có bố 4 đứa đang đi vòng vòng lùng xung cái tìm con Nhi. Rồi 495 kia đâu? Trời ơi đại ca quên. Sáng nay đại ca đặt chuyên cơ cho tụi nó đi Vũng Tàu ăn sáng rồi. Em trễ máy bay cho nên em mới rớt ở lại nè. Giờ không có gì ăn, đỡ ăn cái đợi cho em ăn sáng mới nú đỡ đại ca. Ủa nú đâu có vậy? Hồi nãy người ta cúng rằm. Em đói bụng quá. Cái em lạng qua lạng lại. Cái em thấy gia chủ vừa bước vô nhà cái em vớt. Mày làm chứ trời ơi, ta cúng rằm mà mày cũng tha đó. Mày biết mày làm giống như mày nhìn mày coi, nhìn mày y với mấy thằng ăn mày á, mày giống như mấy thằng ăn mày, mày biết không? Đâu có, em giống đại ca chứ. Thôi ngồi mày. Ngồi xuống đó đi. Dạ. Ngồi đó chờ. Tao không tin chắc là con Nhi này nó thoát khỏi ở đây. Đây là hẻm cục mà, nó không thể ở trong này nguyên ngày được đâu. Dạ, quý khách, cà phê của quý khách dạ. Cảm ơn. Chẳng hay quý khách này dùng gì? Khỏi, có rồi. Ủa, chưa có kêu mà. Nè. Làm sao? Hai ống hút nè. Mời đại ca. Nhờ mấy cái ca gì em mới đổ nợ nè. Dạ. Ê, em có khách. Dạ mời quý khách, dạ mời quý khách. Ăn đi. Ủa, mày chưa quán hả? Không có quen à, em có quen con này à, không có quen à. Dạ. Mặt lạ quá à. Chị ơi. Trời má ơi. Má ơi. Chị ơi, chị làm ơn, chị cho em một ly nước cam nha. Mà chị nhớ là hỏng đường nha. Để em cho cái con nhỏ này nó không có cái đường về luôn đi. Qua đang lôi lộn cái bánh ít. Dạ. Dạ mời chị ngồi. Dạ mời chị. Nè,
nay quán toàn khách lạ không á. Trời ơi. À, rớt cây son rồi. Ồ, nè nè, em của em nè. Trời ơi, em làm rớt cái khăn rồi. Ai cứu em với, em không lụm được cái khăn. Trời ơi, tự bà đem vô đi ha. Ủa, sao hồi nãy đường ông lắm mà, sao tự nhiên lòi nó vậy? Sao vậy? Trời ơi, cảm ơn anh nha. Cảm ơn nghĩa gì? Trời ơi, anh ga lăng quá hả? Trời ơi, cái đó bình thường có gì đâu em. Đối với người đẹp như em, gỗ đá vô tri còn phải rung động, huống hồ chi là anh. À, ôi, chung cho anh mèn đẻ thôi. Một đó quà xinh đẹp lạc lối giữa nơi này đây. Lòng anh trong thân gâm gạt khiến lòng anh ngây ngất. Anh ơi, ôi anh tuyệt sắc giai nhân, trái tim anh tan vỡ ra rồi. Dạ, anh khen em quá lời rồi. Sao phải lấy lòng một người là như em? Hẹn ngồi trên xinh đẹp ơi cho anh xin trò chuyện. Anh gửi đôi lời tâm sự làm quen. Anh có tự nhiên chứ có ngại ngần. Em bây giờ đang rất là rảnh rang. Mà em nhìn anh mạnh mẽ vô cùng. Mà anh nói dịu dàng dễ hôn. Em mắc nghẹn quá. Em nuốt không có trôi. Để em bóp cổ nó cho rồi em chơi không có thôi. Tao em... bóp cổ mày trước đó. Mày đi đi. Mày đi kiếm bốn cái thằng kia. Mày coi tìm được con Nhi chưa? Vô báo cho tao biết liền. Đem cái bánh ú tao ăn nhanh lên. Trời ơi em nóng quá. Em ăn không nuốt không trôi với nó được. Trời đất quỷ thần ơi. Em đi rồi đại ca. Đi đi. Để lên mày. Anh. Hả? Anh là đại ca. Khoan. Đại ca. Vĩnh Biệt. Em. Cái gì đâu Vĩnh Biệt đâu có. Anh đâu phải đại ca. Nhìn có trời tướng tá lịch sự gì, sang trọng như đại ca gì. Nói chung mấy đứa em nó vui nó gọi anh đại ca thôi. Anh đâu phải đại ca. Anh là làm bên Lục Gia. Không. Anh là làm bên đại gia. Là mấy người người ta kinh doanh tài chính tiền bạc. Đúng đó. Rồi. Em cảm ơn chị. Ông kêu tôi gì? Em cảm ơn chị. Em còn nói ốc dạ. Mà chị sợ nha. Trời ơi. Anh ngồi đi em ngồi đi em. Vậy em lại hết rồi. ngồi mình tâm sự. Anh biết sao không? Sao tại vì cái anh đó nhìn bậm trợn quá. Em sợ em. Có gì đâu sợ. Trời ơi đâu có ai làm gì em đâu mà em phải sợ. Trời ơi anh biết sao không? Mấy người đó em ghét cay ghét đắng luôn á. Thôi mà có gì đâu phải ghét họ. Nhưng mà nói đi phải nói lại. Em nghĩ đi. Những lúc mà những người mà gặp khó khăn, nếu không nhờ họ cho mượn tiền lấy tiền đâu mà họ xây sở, đúng không? Bởi vậy tên nói tiền bạc là máu xương là mồ hôi nước mắt. Bởi vậy cho con nợ mượn. Lúc mà mượn xong bắt đầu trả nợ không trả, hỏi em lúc đó phải biết làm sao. Thì phải làm sao đừng có mất đi nhân tính. Phải làm sao cảm thông chứ đừng để ta khốn khổ thêm nhiều. Đúng rồi đó. Dạ anh biết rồi. Sao em? Cái bọn tính trùng đen nó không có biết điều. Trời ơi nó ăn trên máu xương của những người dân vô tội. Trời để cho em chửi. Nó đem được giang hồ ra xử người ta. Ý có tiền cái muốn làm cha hả? Anh để cho em chửi. Anh hãy để cho em chửi nữa. Để xua tan đi bao bức xúc trong lòng. Nhưng mà em chửi ở đây chỉ có mình anh nghe thôi. Quá chửi đi em. Vậy nghe phụ cho. Chửi vào cái bọn cho dai nặng lại. Tội bay thế nào cũng lụng bài.
chị đang chơi đồng cha em đó. Chị giỡn, chị tưởng cái bàn chị để vậy. Cái đầu em nó bằng như cái bàn. Chị đừng có nói vậy, tội nghiệp em chị ha. Đó, chị có nói em chị, đâu. Chị biết điều đi ha. Chị biết mà, chị biết điều. Thôi là đừng nói chuyện nữa. Chị nói chuyện. Biết sao không? Trời ơi, tại vì em bức xúc dữ lắm. Em tức có cái bà chị kia. Ủa bà chị nào? Bà chị nào? Bà chị nào em? Dạ không có. Ý em á là anh làm gì vậy? Anh á hả? Dạ. Anh kinh doanh bất động sản. Em biết ở thành phố này có bao nhiêu quận huyện không? Dạ mười mấy quận á anh. Đúng rồi, 16 quận, 5 huyện và 1 thành phố. Wow. Anh mới tra Google anh mới biết. Anh giỏi quá à. Em biết không, là mỗi quận, mỗi huyện gì là anh đều có cái nhà hết. Wow. Ừ, đúng rồi em. Anh này nè, anh giàu lắm. Ừ. Quyện nào anh cũng có nhà, quận nào anh cũng có nhà hết. Đúng rồi. Kế quận 7 anh có cái nhà bè. Trời. Ngay quận 10 anh có cái nhà giang. Trời. Còn bên Bình Hưng Hòa anh có cái nhà thiêu á. Kể mấy nhà đó chi ha? Nhà đó là nhà của ông. Không, anh nói chung nhà anh nhà đẹp không à. Nhà nào anh cũng có hết á. Ở còn em, dạ. Em tên gì? Dạ, em tên Duyên. Em làm nghề gì vậy? Em làm sinh viên. Em tên Viên, em làm sinh viên hả? Không. Đi cô gái vậy là khùng nha. Sao? Người ta tên Duyên làm sinh viên chứ ai tên Viên làm sinh duyên. Thông cảm chị. Em gặp gái em hơi bị lú. Công nhận hàng tươi ha. Hàng tươi. Anh nói gì? Không có. Anh chỉ đùa cho vui. Không có vui, không có vui. Ở đây không có ai vui, một mình chú vui. Trước nhan sắc yêu kiều. Không biết điều, không biết điều. Ở đây ai cũng biết điều, một mình chú đây không biết điều. Đừng nên trêu ghẹo em còn ngây thơ lắm anh ơi. Không hiểu sao vừa mới gặp em mà anh tưởng chừng như mình đã quen nhau từ lâu rồi. Rồi không cho ca luôn rồi. Thôi giờ anh nói nghe. Giờ quen với anh đi. Anh giàu lắm. Anh sẽ chẳng nào lo. Trời ơi. Chết rồi ha. Bắt cảnh quả tang giữa ban ngày ban mặt. Mà mày nói ơi. Ê chắc. Nè. Ê. Bà là ai? Bà là ai dám đánh bạn gái tôi? Hả? Bà là ai? Hả? Ủa bà là ai vậy? Má em. Dạ con chào má. Gì? Dạ con chào má. Bạn gái của cậu hả? Bạn gái con má. Anh xứng với em hơn á. Đúng rồi, con thấy vậy xứng với sao vậy hả? Chị sao hả? Già cỡ này rồi mà đi cua mà con gái của tôi là làm nghề gì? Ở đâu mà dám lừa gạt má? Bớt nóng dạ con làm nghề đàng hoàng mà, con làm kinh doanh tài chính. Con kinh doanh tài chính với con khỉ móc á. Má Tư, ông này nè, ông là cái bọn cho dây ăn lời cắt cổ đó, hay lùa hai đứa kia vô trong nè. Không có má đừng nghe lời má, không có đâu má. Con không phải là tín dụng đen tín dụng đỏ dân, con chỉ là cò thôi. Hễ ai mà cần tiền thì con giới thiệu có công ty đó cho mượn tiền chứ con đâu có điều kiện đâu. Ủa vậy hả? Dạ con làm cò thôi đúng không? Dạ. Có cái mối này ngon lắm nè. Ủa ở đâu má? Đi theo má con. Dạ đâu má? Lên phường. Đùa lên đi má. Đùa lên đi. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ. Kính thưa quý vị, cuộc sống của mỗi người luôn có những thăng trầm, những niềm vui nỗi buồn. Thế nhưng chúng ta hãy bỏ qua những muộn phiền trong cuộc sống để tiếng cười được rộn rã khắp nơi nơi, để lắng nghe con tim mình thổn thức, hòa cùng nhịp sống của quê hương, để hơi thở yêu thương được lan tỏa khắp nơi nơi trong những ngày xuân. Mùa xuân đến thì mang theo những bình yên và hạnh phúc, báo hiệu một năm mới, sung túc, ấm no. Và mùa xuân cũng trở thành mùa hoa cưới, bắt đầu cho một hành trình tương lai. Để hòa mình vào không khí đó thì Quyên Bảo cùng với Huỳnh Giao xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với một đám cưới tưng bừng nơi miền sông nước. Gái đẹp duyên nữ tú, trai tốt lứa nam tử, đôi ngọt ngào như ly rượu giao bôi khi con thuyền lướt trôi trên dòng sông. Phu thế sao trước cho em được mặc áo cô dâu dịu dàng tha thước, chờ chú rể miền Tây sang đón rước em.
sắc. Anh biết em thẹn thùng nên nắm chặt tay anh. Tình nghĩa xóm giềng gần gũi chung quanh, ai cũng muốn tới nhanh để chúc phúc đôi mình. Giữa tiếng nhạc sập sình ta trao trọn niềm tin, cùng dâng lễ cao trầu vẹn tình son sắc. Như nàng tiên sinh lắm em ơi, thề nguyện thông giới yêu bền lâu khắc sâu muôn đời. Ngàn lời em hứa trong tim em đềm chan chứa, hương lửa nồng sai tình yêu lưu tháng năm lòng ấm thêm nhiều. Anh thấy mẹ nhìn em với bao điều nhằn nhủ, chắc mong mỏi nàng dâu xinh đẹp tẻ đủ đầy. Vợ chồng mình rồi đây sẽ hạnh phúc vui dày, lo phụng dưỡng mẹ cha, lo nuôi bầy con nhỏ, dẫu gian khó mà gắn bó thủy chung. Em sẽ là dâu hiền, là người vợ bao dung, luôn ở bên anh giữa muôn trùng sóng gió. Ôi thấp liều vàng là ước mơ anh đó, còn hạnh phúc nào bằng khi có vợ là em. Anh tìm người nết na ngoan hiền, là cô dâu mới anh thương nơi miền Tây nha. Chuyện qua tình thiết tha đông đầy, bao tháng bao ngày chở duyên lành trúc mai. Tình chung hoài sắc son đông say, cầm tay sánh vai giao kề mình nguyện thề trăm năm. Câu muối mặn gừng cay đêm đêm nằm ta nhắc, mãi bên chặt duyên tình son sắc tàu khang. Chú hề ghé sang rước dâu về. Thưa má thưa ba, em muốn dắt anh đi về nhà. Nên mối lương duyên đem trầu cao nhà anh ghé qua. Hai tiếng thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi. Thiệp hồng du quy thầy mỗi phán giờ lành đến rồi. Anh hứa với em sẽ cố gắng chăm lo mừng ăn. Anh rất thương em, ba mẹ em không cần lo lắng. Vất vả bao năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó khăn. Để thằng con anh nó chào đời sẽ không nhọc nhằn. Về trong tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, vì hạnh phúc nên ta chẳng mang. Vì một nhà vui lắm em ơi, một túp lều tranh có rất nhiều vàng. Em ơi, em có biết là nếu em dữ lắm ngon, nên lúc nào lòng anh cũng nôn nao, cũng bồn chồn nôn. Lạnh thức trắng thâu canh, còn hễ đến ngày lạnh buồn thương rưng rức. Vì anh đang mong đợi từng phút từng giây mình chính thức được chung nhà. Đó em thấy chưa, thầy bói đã phán vợ chồng ta sống hạnh phúc tới già. Mà mình phải chờ hai bên ba má, nếu ba má gật đầu thì em giả liền thôi. Chuyện duyên nợ lứa đôi, quyết
lão đã sắp đặt rồi thì dối giả chi anh cứ đứng ngồi thân thờ. Dù anh công giàu sang quý hoàng rực rỡ nhưng mãi yêu em đến muôn thuở ngọt ngào. Sớt chia buồn vui nghe phu thê lòng sao trước không nguôi thề nguyện. Về anh lo vợ hiền yên tâm luôn tháng năm mừng ăn chẳng ngại ngần khó khăn khổ nhọc gì đâu. Anh ơi, dù cuộc đời có trái bể dâu khiến cho vợ chồng mình không được giàu sang phú quý thì lòng em cũng chẳng chút đắn đo muốn phiền suy nghĩ. Vì em chỉ cần vợ chồng ta luôn tháng năm trường bền bỉ xây dựng hạnh phúc dài lâu chung thủy. Thật sự là tình yêu em khao khát mong tìm. Anh cảm ơn em với nỗi niềm chia sẻ. Về mai ấm gia đình của con trẻ hiền ngoan. Có túp lều tranh lấy trái tim vàng. Có người vợ đảm đang, có người chồng nghị lực. Ba má cả hai bên đều thương mình hết mực. Hãy ráng chờ nghe anh ngài chính thức chung nhà. Em thưa ba má về chuyện trầu cao cho thật mau. Nôn nao anh chờ anh đợi mau vợ ơi. Ngày cưới tới nơi rồi kìa. Em đừng chậm trễ nghe nè. Ngày cưới tới nơi rồi kìa. Em đừng có chậm trễ nghe. Nghe ba má em khen về chàng rể quý. Anh tính nấp tháng ngày chắc chung thủy vẹn vịnh. Trao em thề ước làm tình. Trăm năm chồng vợ nghĩa tình nặng sâu. Túp lều vàng sẽ bền lâu. Khi cô dâu chú rể đến bắt đầu còn yêu. Vợ chồng tin nghe trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, vì hạnh phúc lên tới chẳng mơ. Vì một nhà vui lắm em ơi, một túp lều tranh có rất nhiều vàng. Vợ chồng tin nghe trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, vì hạnh phúc lên tới chẳng mơ. Vì một nhà vui lắm em ơi, một túp lều tranh có rất nhiều vàng. Thưa má thưa ba, thưa má thưa ba, thưa má thưa ba, thưa má thưa ba, thưa má thưa ba. Bố ơi, mình cho thấy giống như là mình mới vừa đi dự đám cưới về luôn á. Thuyền tình ra khơi quá trời, không khí tưng bừng là mình Giao cũng nôn nao ghê á. Nếu như mà Quỳnh Giao thấy nôn nao thì nhân dịp không khí rộn ràng như thế này, Bảo sẽ dẫn Quỳnh Giao đến với một nơi, nơi mà đầu năm mọi người sẽ thường hay đến để xem vận mệnh của mình năm đó, rồi xem về tình duyên nè, gia đạo như thế nào. À, Bảo định nói là đi gieo quẻ phải không? Quỳnh Giao thấy là trong ngày đầu năm á, có một số người cũng thường hay đi gieo quẻ với mong muốn là sẽ gặp được may mắn an lành trong năm mới, đặc biệt là tình duyên. Chính xác là như vậy, nhưng mà hãy coi chừng mê tín dị đoan nha. Thank you.
cùng bao kỷ niệm ngày xưa. Cây đa chùa cổ con đò vâng trăng, hỏi có đâu bằng quê hương, hỏi có đâu bằng bữa cơm đạm bạc mà lòng thương yêu niềm vui xóa bớt cảnh nghèo đi. Hoa mận hoa mai chứ hoa đào lời, hoa mận hoa mai xuân sang là xuân Tết đến nơi riêng hai hội làng gặp nhau đồn. Ở vùng này có một ông thầy rất là giỏi. Ông đấy mà xem đâu là trúng đấy luôn. Gieo quẻ đâu là chuẩn xác luôn. Mà em ấy thì nói thật, cái gì em cũng thành đạt. Chỉ có mỗi cái chữ tình duyên thôi. Gớm sao mà nó chán thế không biết nữa. Tình duyên nó cứ làm sao ấy. Hôm nay em quyết định em vào tận vùng đất này để em tìm ông thầy đấy ạ. Xuân về háo hức khúc tình xuân, nụ biếc cành non e cánh hồng, có người nơi đây vui xuân thăm. Còn kẻ nơi này luôn bâng khuâng. Dạ! Em chào thầy. Làm hốt cái hồn, hết cái hồn. Em chào thầy. Chẳng hay nữ khách từ phương xa tới không? Tôi lại tưởng nơi đây chỉ một mình tôi với hoa thơm cỏ lạ, cho nên tự sự đôi câu. Chẳng hay nữ khách có nghe thấy gì không? Có à? Em có nghe thấy thầy ngâm thơ xuân hay ơi là hay. Dạ. Dạ nhưng mà làm sao thầy biết em là ở phương xa đến ạ? Thì ta là thầy mà. Ta chỉ cần nghe cái tiếng nói thôi là biết người không phải ở đây rồi. Nữ khách phương xa tìm đến tận nhà ta, nét sắc kiêu sa quảng hương miền phương xa, tìm người nhà hay kiếm người quen, chắc là lạc đường không biết lối vào ra. Em từ phương bắc lặn lội đến nơi này, xin thầy dành đôi phút để em được tỏ bày. Ngày dung thời nhắn tựa gàng tay, người gặp người vội vã chi đây. Mời vô nhà cùng nhau nói chuyện, mừng duyên lành đón ai đường xa. Tâm ý tôi thiệt thà, nữ khách cần gì cứ việc nghe nói. Thầy ơi cho em một quẻ xem bói đầu năm, em xin chắp tay nguyện cầu cùng kinh thành tâm. Năm nay kinh tế thế nào, bao nhiêu đồng giá đồng vào, công danh sự nghiệp ra sao, cho em biết ngay đi nào. Chỉ riêng tình duyên thì em chẳng cần thầy phán ra, trời cho biết ngay thôi mà. Phận duyên đến như món quà, chờ mong tình yêu vội vàng rồi lại chẳng giữa âu sâu, thôi thì ta đừng âu sâu. Hẹn ngày mai sẽ gặp nhau. Tình yêu đến như vẹt hồi, chẳng ai bối ra được đâu. Gặp nhau quá duyên không hẹn, tự nhiên ý hợp tâm đầu. Người ta ép mỡ ép dầu, nào ai ép duyên được đâu. Tình yêu đến không mong cầu, rồi mai có khi dài lâu. Rồi mai có khi dài lâu.
Thầy ơi cho em một quẻ xem bói đầu năm. Em xin chắp tay nguyện cầu cung kính thành tâm. Bao lâu chưa đi sang Hàn mà visa em đã sắp hết hạn. Có đứa bạn nào đứng ngang nên mua đất hay mua vàng. Chỉ riêng tình duyên thì em chẳng cần thầy phán ra. Chơi cho biết hay thôi mà, phần duyên đến như món quà. Chờ mong tình yêu vội vàng rồi lại chẳng đến đâu. Thôi thì rồi âu sầu, thôi thì ta đừng âu sầu. Hẹn ngày mai sẽ gặp nhau. Tình yêu đến như vẹt ngồi, chẳng ai bối ra được đâu. Gặp nhau có duyên không hẹn, tự nhiên ý hợp tâm đầu. Người ta ép mỡ ép dầu, nào ai ép duyên được đâu. Tình yêu đến không mong cầu, rồi mai có khi dài lâu. Rồi mai có khi dài lâu. Đây 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 đây. Thầy ơi là nhi nữ thời nay thật nhiều điều hoang mang bối rối. Nào công chuyện làm ăn, nào việc nhà sớm tối, còn phải lo làm đẹp bản thân cho vừa mắt bao người. Mình đâu có thua gì chúng bạn xung quanh. Người ta đó môi thì mình cùng má hồng. Muốn nhờ thầy gieo một quẻ cho em. Một quẻ đầu năm em thiệt là khó nói. Bây giờ muốn biết năm nay kinh tế thế nào phải không? Hay là công danh sự nghiệp, tình duyên chắc chờ. Nữ khách ơi đường xa xa thăm, tìm đến đây trong một sớm xuân nồng. Còn giữ kinh trọng lòng. Nếu muốn biết về đường công danh sự nghiệp nè, thì hãy cho thầy biết tuổi, biết tên. Còn muốn biết năm này vận mệnh xuôi hơn, để thầy bấm tử vi sẽ rõ ràng tường tân. Hãy lao đi giọt lòng lanh trong khóe mắt, mai nở bên em ta cùng đón xuân sang. Ôi giời, đừng làm. Thầy ơi cho em một quẻ xem bói đầu năm. Em xin chắp tay nguyện cầu cung kính thành tâm. Hoang mang chữ duyên chữ phận, lâu nay cớ sao lật đật. Hay do mình còn phân vân cái duyên dương trần. Coi cái chữ tình đủ duyên là sẽ tới, đừng dối vàng chi mà ôm lấy lỡ đàn. Dạ, thầy nói vậy em yên lòng rồi. Em sẽ chờ một ngày có một người sẽ tới. 10 năm chàng trời sẽ duyên phận có muôn màng chi đâu. À, có nghĩa
nghĩa là đâu có muộn màng gì, phải không em? Bao nhiêu năm, trời ơi, như vậy là mình không khuấy hoài, bao nhiêu năm chờ đợi. Chắc có lẽ là đây là duyên tiền định, cho nên khiến xui ông Hồng Tơ, ông Tơ Hồng, tôi nói lộn, ông Tơ Hồng có tóc xe râu. Thầy! Ơi, gì? Thầy nói như thế có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là thầy chỉ coi số cho người ta thôi, chứ còn cái số của thầy, thầy coi không có được. Nữ ơi, nữ có biết rằng lần đầu tiên gặp nữ, ôi, một khuôn mặt trai son. Ôi, người con gái có đôi mắt trái nhạn, lỗ mũi trái mận, và đặc biệt là cái miệng trái âu. Trời ơi, nó chúm chím. Em có biết không, lần đầu tiên gặp em, tim anh nó nhảy thịt, nó thấp thà thấp thỏm. Trời ơi, nó nhảy thịt. Thầy ơi, vậy là nãy giờ thầy tả cái sắc của em đấy hả? Nãy giờ anh tả sắc đẹp em đó. Thế mà tôi tưởng thầy tả cái vườn trái cây, có đủ các loại trái ở trong đấy. Thế bây giờ thầy tính thế nào? Cái câu hỏi tính như thế nào? Là như thế nào? Thôi bây giờ anh tính gì? Anh tính đó với đây. Nếu như em không chê anh nhà tranh vách lá, thì hai ta sẽ cùng nắm tay nhau về để bái kiến tổ tiên. Nói thật, ở trong đời em chỉ mong gặp được người thật già, thật dạ, lòng thương em. Nếu như đây là duyên lành thì thầy hãy hứa cùng với em, chúng mình kết nên mùa xuân thắm nhé. Anh sẽ nhớ. Người ơi đi thăm từng miền đất ấm tình quê, em xin chắp tay nguyện cầu cùng kính thành tâm. Vừa em đến thăm đồng vàng, bao nhiêu là phố là làng, những con đường rộng thênh thang. Cho em biết ngay đi nào, quê anh vẫy tay đón chào. Cho em biết ngay đi nào, quê anh vẫy tay đón chào. Cho em biết ngay đi nào. Anh sẽ biết cái gì. Đi vô đây. Trên đồi hỏi hòn đá nhỏ, con đường nào dẫn đến một dòng sông. Một dòng sông mà em vẫn thương giặt vôi giặt áo, và con đò và câu hò theo nước trôi rồi. Ôi sáng môi trên rừng hỏi ngàn lá đổ, con đường nào dẫn đến một miền quê. Một miền quê trời hành nắng xuống khô cằn tối đá, đợi mưa về cho lũ đồm bò. Quê mình giờ đây con sông xưa thiên có xuôi ngược, sông em thường ra ngồi giặt áo.
có con đò nhỏ trôi xuôi theo câu hò áo nào. Rằng nước đò có nguồn cây kia có tôi xa nhau chi mà cho tôi con ơi cho tiếng mẹ đông đưa giấc ngủ đầu nỗi giờ con khôn lớn lại nổi trôi nơi xứ lạ quê. Xoài khô cằn con dân đi em con đây chân trật dần vững vàng chân bước hỏi đã hỏi ngàn khi nào mình được gặp nhau để thỏa khát khao bao âu sầu thương nhau toàn cuộc sống không chờ anh quý mì chúng quê xưa dần ghen dình chuông thùy tháng đời năm chờ bền bỉ tích lòng son
nhà dáng ai thân thuộc. Phải chăng là mẹ hiền tóc bạc bao năm lưu lạc, gặp lại nhau sao cứ nghẹn ngào. Quỳ bên chân mẹ nắm bàn tay cằn cùi mà nước mắt rưng rưng, lời nghẹn ở đầu môi. Bao năm rồi tưởng nhớ dáng mẹ tôi, lại ôm vào lòng ôi sao người gầy guộc. Bao đêm dài mẹ nắm cánh thao thức, cứ ngỡ mình đang gánh vác đứa con yêu. Hôm nay tuổi hạc xế chiều, thân con cũng dưỡng bao nhiêu cho vừa. Mẹ chỉ cần ấm về bên gốc cây vườn dưa, để mẹ sống ôm ra vào nhìn ngắm. Giấc ngủ con thơ trong lời ru nồng thắm, dấu tiếng mỏi hơi khàn nhưng chan chứa tình quê. Lần 232 do Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đến đây xin khép lại. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc lần tiếp theo. Chúc quý vị có một đêm thật ngon giấc. Thời trang Kim và Shopee Việt Nam hân hạnh đồng tài trợ chương trình này. Trong cuộc sống, biết trân quý từng khoảnh khắc mà bạn có, khó mấy cũng thành. Tôi là Vũ Thành Vinh đến từ Khoảnh Khắc Cuộc Đời.
bỏ công việc là hiệu trưởng của một hệ thống các trường quốc tế để thành lập và hình thành lên cộng đồng kỷ luật yêu thương. Ngày hôm nay, nhân vật của chúng ta đến để chia sẻ những khoảnh khắc của riêng mình. Không biết chị sẽ chọn khoảnh khắc nào ạ? Tôi muốn chia sẻ về khoảnh khắc tôi dừng lại công việc hiệu trưởng ở trong hệ thống một trường quốc tế để bắt đầu hình thành cộng đồng kỷ luật yêu thương. Cộng đồng kỷ luật yêu thương gồm những câu chuyện gì, hàm chứa những nội dung gì? Chúng ta cùng đến với khoảnh khắc cuộc đời và cùng chào đón chị Trần Thị Lệ Hằng. Chương trình Khoảnh khắc cuộc đời với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Hằng thực hiện với sự tài trợ của Thời Trang Kim. Xin gửi lời chào bình an đến quý vị. 24 giờ trôi qua, chúng ta lại có dịp gặp nhau để chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc đời. Mỗi lần khi mở ra chương trình thì tôi hay gửi lời chào bình an ạ. Bởi mong là quý vị có những giây phút bình an. Trước khi chúng ta có một giấc ngủ ngon, chúng ta có một khoảnh khắc đẹp. Và ngay bây giờ sẽ là một khoảnh khắc đẹp như vậy. Chúng ta sẽ chào đón chị Lệ Hằng ạ. Hằng xin chào tất cả các khán giả. Chương trình Khoảnh khắc cuộc đời, Hằng rất vui có cơ hội hôm nay ở đây để trò chuyện cùng anh. Vẫn rất là thích nụ cười của chị ạ. Cảm ơn anh. Trong cuộc sống chị có thường xuyên cười nhiều như vậy không ạ? Hằng rất là hay cười. Thực ra hay cười và cũng dễ khóc ạ. Vẫn có cảm giác chị là một người rất thích quan sát những gì xung quanh mình. Và những người như thế thì tinh tế lắm. Hằng thấy những cái khoảnh khắc mà mình bắt được đôi khi khiến mình cảm động ấy, mình cũng rơm rớm, hay là mình tủm tỉm mình cười ấy, trong những lúc đấy mình thấy mình giàu thế. Nhưng mà rõ ràng khi chúng ta quan sát cuộc sống thì có những khoảnh khắc đẹp, nhưng cũng có những khoảnh khắc làm cho chúng ta phải đau đớn nhiều. Chị cũng là người đau đớn như vậy. Dạ có. Sở dĩ Vinh hỏi như vậy, Vinh biết chị đã phải đau đớn rất là nhiều cái hành trình của mình đi. Bởi vì chị ta từng là một hiệu trưởng. Dạ. Cả 10 năm chứ nhỉ? Dạ vâng ạ, Hằng có 10 năm làm hiệu trưởng ở trong một hệ thống môi trường quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Và quyết định từ bỏ nó. Dạ. Và đến một cái câu chuyện mà chúng ta rất là muốn chia sẻ nhiều hơn ở khoảnh khắc này. Đó là hình thành cộng đồng kỷ luật yêu thương. Dạ. Yêu thương thì Vinh nghe rất nhiều. Nhưng gắn với hai chữ kỷ luật, Vinh cảm thấy cứ sao sao đấy nhỉ. Đặc biệt là nếu mà các phụ huynh này hay các đồng nghiệp mà biết Hằng một thời gian dài trước đó ấy, thì cũng có khá nhiều người hỏi là ô cô Hằng ấy kỷ luật đấy hả? Tại vì thực ra thì thế hệ như là em này hay là anh Vinh á, chúng ta lớn lên và chúng ta có thể có những ấn tượng không hay lắm về chữ kỷ luật. Nhưng mà thực tế thì kỷ luật mà đúng theo định nghĩa mà Hằng cũng được học và được đào tạo thì thực ra nó là hướng dẫn đồng hành để giúp cho cái người mà mình hướng dẫn đồng hành đó đi vào những cái nguyên tắc, những cái cấu trúc tôn trọng tập thể, vân vân. Thế thì thực ra nó giúp cho chúng ta có cái kỷ luật tự thân hay là kỷ luật bản thân, vốn dĩ nó không có xấu. Chỉ là nếu nó được biến tướng thành những hình thức trừng phạt thì có thể thế hệ anh em mình được trải nghiệm những cái hình thức kỷ luật như thế. Dạ. Có nghĩa là chị cũng đã rút được những cái kinh nghiệm của bản thân mình. Dạ. Trong những giai đoạn phát triển, quan sát với một người làm giáo dục, đặc biệt là với cương vị là một hiệu trưởng, thì Vinh nghĩ chị cũng đã quan sát rất rất là nhiều những em học sinh đến trường ở các cấp độ khác nhau. Dạ. Đó cũng là một cách mà chị sẽ đưa vào trong cái nội hàm mà chị muốn gửi là kỷ luật ở đây. Thực ra thì với cá nhân Hằng ấy, yêu thương với Hằng nó thuận và nó dễ hơn rất nhiều. Cái kỷ luật có nghĩa nó là cái hành trình mà mình hỗ trợ để các con vừa được tự do là chính mình, vừa được sáng tạo và lại vẫn tôn trọng người xung quanh. Thực ra kỷ luật yêu thương ấy, rõ ràng nó là hai vế. Nó có thể là mềm mỏng này, dịu dàng với cả kiên định. Hai cái điều đó nó rất là cần. Hằng hay